Đại gia tiền đảo, tôi chia tay vì không muốn hủy hoại Park Min Jang. Kang Jong Hyun và Park Min Jang chia tay chỉ sau một ngày lộ chuyện hẹn hò. Sức ép tiêu cực từ dư luận hướng về nữ diễn viên khiến cả hai không giữ được mối quan hệ. Ngày 12 tháng 10, Dispatch đưa tin CEO Kang Jong Hyun lần đầu lên tiếng về ồn ào tình ái với Park Min Jang. Kang Jong Hyun xác nhận chia tay nữ diễn viên nổi tiếng sau khi chuyện tình cảm của họ vấp phải làn sóng chỉ trích từ công chúng. Trong đó, Park Min Jang vướng hàng loạt tin đồn tiêu cực về đời tư, gây tác động nghiêm trọng đến sự nghiệp và danh tiếng của người đẹp thư ký Kim Sao Thế. Chúng tôi đã nói chuyện sau khi hình ảnh hẹn hò được truyền thông đăng tải. Cả hai đều đồng ý chia tay. Tôi không muốn sự nghiệp nghệ thuật của cô ấy bị hủy hoại vì một người đàn ông, Kang Jong Hyun chia sẻ với Dispatch. Doanh nhân họ Kang cho biết quá trình hẹn hò hay chia tay của anh và Park Min Jang ra sao hiện tại không còn là tin tức quan trọng, cần thiết phải công khai với khán giả. Cả hai đã chấm dứt quan hệ tình nhân. Vì vậy, Kang Jong Hyun hy vọng anh sẽ không còn được nhắc đến cạnh tên của Park Min Jang. Park Min Jang chia tay Kang Jong Hyun vào cuối tháng 9, chỉ một ngày sau khi để lộ chuyện tình cảm. Người hâm mộ không ủng hộ chuyện tình của nữ diễn viên. Lý do là Kang Jong Hyun từng vướng vào nhiều tai tiếng gian lận trong kinh doanh. Theo Dispatch, Kang Jong Hyun là đại gia tiền ảo tai tiếng, danh thiếp của anh ghi là chủ tịch Vietcom cùng một số công ty khác. Tuy nhiên, giấy tờ của những công ty trên không hề đề cập đến Kang Jong Hyun. Anh này từng dính líu đến vụ án lừa đảo năm 2013 đến 2014. Cụ thể, Kang Jong Hyun bị tố lừa đảo khoảng 3,5 tỷ won của Capital bằng cách khai gian báo cáo tài chính. Năm 2014 đến 2015, anh vay một công ty tài chính và biển thủ hơn 10 tỷ won. Năm 2016, Kang Jong Hyun bị kết án 3 năm quản chế. Chính vì những tai tiếng của bạn trai, hình ảnh của Park Min Jang cũng bị ảnh hưởng. Cô vướng nghi vấn nhận quà tặng đắt tiền từ Kang Jong Hyun. Sau đó, công ty quản lý của Park Min Jang cho biết nữ diễn viên không nhận bất cứ món quà xa xỉ nào từ bạn trai như Dispatch đưa tin. Theo Inside, ồn ào tình cảm khiến Park Min Jang bị khán giả quay lưng, dự án phim ảnh không được đón nhận. Phim mới của cô là Love in Contract có tỷ suất người xem giảm dần qua từng tập. Park Min Jang sinh năm 1986. Cô nổi tiếng với các bộ phim Sung Ki Un Kwan Scandal, Thư ký Kim Sao Thế, City Hunter. Gần đây, nữ diễn viên đang tham gia bộ phim truyền hình Love in Contract cùng nam diễn viên Go Kyung Hyo. Tuy nhiên, theo Chang Soo-hu, sự nghiệp của Park Min Jang hiện không có nhiều tiến triển.